trong khi chỉ huy quân đội Trung Quốc tại Hồng Kông quyết giữ chủ quyền quốc gia khi các cuộc biểu tình chống lại dự luật an ninh mới dự kiến tiếp diễn, thì Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel lại kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự trị của Hồng Kông và cam kết gây áp lực với Bắc Kinh. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã trả lời phỏng vấn sau hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Brussels, Bỉ vào hôm 26 tháng 5 như sau. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ mức độ tự trị cao của Hồng Kông. Chúng tôi thường xuyên đối thoại với giới chức Trung Quốc để bày tỏ quan điểm cũng như bảo vệ lợi ích của khối. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ủng hộ nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Đây là tuyên bố cấp cao nhất của Liên minh châu Âu-EU kể từ khi Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc NPC, tức Quốc hội Trung Quốc, đề xuất dự luật an ninh Hồng Kông tuần trước. Ngoài việc hình sự hóa hành vi làm phản, ly khai, nổi loạn và lật đổ nhắm vào chính quyền Trung ương, dự luật này còn cho phép các cơ quan an ninh Trung Quốc lập văn phòng tại Hồng Kông. Trước đó một ngày, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU cũng kêu gọi cần có chiến lược cứng rắn hơn với Trung Quốc. Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ, quyết đoán và sự trỗi dậy của họ rất ấn tượng và nhận về nhiều tôn trọng, nhưng nó cũng làm dấy lên nhiều hoài nghi và lo sợ, ông nói. Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam mới đây cũng cho biết người dân không nên lo lắng về luật an ninh. 2-3 năm qua, bất cứ khi nào mọi người lo lắng về quyền tự do ngôn luận và biểu tình ở Hồng Kông, hết lần này đến lần khác, Hồng Kông đã chứng minh rằng chúng tôi vẫn duy trì và bảo tồn những giá trị đó, bà nói. Dự luật an ninh Hồng Kông của Bắc Kinh vấp phải làn sóng phản đối quốc tế khi cho rằng làm suy yếu các quyền và tự do của Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn cam kết phản ứng cứng rắn nếu đề xuất này được thông qua. Theo dự luật mới, các cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc sẽ lần đầu tiên được phép lập văn phòng tại Hồng Kông khi cần thiết, khiến nhiều người dân trong đặc khu lo ngại lực lượng PLA có thể được triển khai trên đường phố nếu tình trạng bạo lực xảy ra.